Văn Quý Đạt, 35 tuổi, làm nghề lái xe ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Sau ly hôn, Đạt và vợ vẫn sống chung đến khi phát hiện vợ cũ có người yêu. Đạt tức giận khi thấy vợ cũ và người yêu ôm eo ngoài đường. Đạt đã đâm mô tô vào cả hai người. Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Toán Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đạt mức án 21 năm tù về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, Đạt có tiền sự nhân thân xấu như bị đưa đi cai nghiện, trường giáo dưỡng. Khuya 18 tháng 7, Đạt điều khiển ô tô trên đường 2 tháng 9 quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thấy vợ cũ ôm eo người yêu trên xe máy. Đạt tăng ga, đâm ô tô vào cả hai người. Dù cả hai người đã ngã lăn ra giữa đường, nhưng Đạt vẫn tiếp tục đâm ô tô cán qua xe máy và tình địch để trả thù. Lúc ô tô đã lao qua khỏi hiện trường, Đạt vẫn điều khiển lùi lại với tốc độ cao nhằm tiếp tục cán ô tô qua vợ cũ và người yêu. Vợ cũ Đạt tránh được, lao lại ôm người yêu và vang xin Đạt bỏ qua. Đạt căng tăng ga phóng vệ phía trước, đâm ô tô thẳng qua hai người rồi bỏ chạy. Hậu quả, vợ cũ của Đạt bị thương tích 14%, người yêu của vợ cũ bị thương tích đến 69%, gãy gần 10 xương sườn, gãy xương vai, chấn thương cột sống, chấn động não. Trước tòa, Đạt khai, dù ly hôn nhưng vợ chồng Đạt vẫn chung sống, nên Đạt nghĩ cả hai vẫn còn tình cảm. Sau đó, Đạt phát hiện vợ có người yêu, dẫn con ở nơi khác, không cho Đạt gặp, nên ghen tuông và muốn trả thù. Đạt bị cáo buộc bồi mươi 192 triệu đồng cho nạn nhân là người yêu của vợ cũ và bồi thường 32 triệu đồng cho vợ cũ.